Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản mọi người. Hôm nay thì lên chụp cây cần carbon không thôi nha mọi người. Carbon đẹp đây. Đầu tiên là cây này nhé. Đây. Cây này rất là độc nha mọi người. Cây này là phiên bản khá là đặc biệt. Đấy. Này. Nó là cây cần Ryobi nha mọi người. Đấy. Cần này chất liệu carbon. Ngoại hình của nó thì khoảng 90-95% trở lên. Đây, nó là phiên bản đặc biệt Special nhé, Power Special. Đây, 3m3. Đấy, tí là mình sẽ cho mọi người xem là cái cần này nó đặc biệt ở chỗ nào. Đấy, cái cần này sản xuất ở Korea này, xuất Nhật nhé, Korea xuất Nhật. Đấy, cái này sản xuất Korea thôi, còn lại là xuất về Nhật xài hết. Đấy, toàn chữ Nhật không à. Bát Fuji này. Đấy. Còn móc đây. Móc giữ cần nhé. Đấy. Trước tiên mình đọc cái thông số luôn. Cần này dài 3m3. Thu vào là 94 cm, đọt là 1,9 ly, cân nặng 360 g, giá của nó là 1,1 triệu. Đấy. Cho mọi người xem cái dàn khoan của nó. Con Fuji nhé. Đấy, dàn khoan rất là đẹp. Đấy. Con Fuji. Đầu bu Fuji, bát Fuji. Đấy. Đấy. Này. Đây. Con này rất là độc ở chỗ là đây, cái đọt của nó. Đây. Nguyên bản mình đo thực tế nó còn 3m3 nha mọi người. Đấy, đọt nó rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Đấy. Này. Ok. Đây. Cần đang đọc trắng. Đấy. Đọc này thì đây. Đọc này theo mình nghĩ là không biết là người ta có thay đọc chưa. Đấy. Nhưng mà nó rất ok nha mọi người. Đây. Vừa y luôn. Nó vào nó nguyên bản của nó vào đúng mấy đúng đồ của nó luôn. Đây. Đây. Đây, rất là đẹp. Đọt cũng rất là đẹp nha mọi người. Đây. Con này thì có 4 lóng. 4 lóng nha mọi người. Đây. Chụp này. Ok. Đấy. Số 1. Một cây cần Ryobi. Số 1. Số 1, 1,1 triệu nha mọi người. Tiếp theo. Số 2 là một cây cần lua rút. Đây. Cần lua rút này. Ngoại hình của nó. Cái cần này thì chất liệu cũng carbon nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng đây. 85-90% trở lên nhé. Đây. Nó dài 2m7 này. Đấy. Lua mồi 7-21g này. Đấy. Bát thường. Dàn khoan Fuji nhé. Dàn khoan Fuji nhé mọi người. Khoan Fuji nhé. Cần này thì chắc là Taiwan hay Korea gì xuất Nhật. Đấy. Đọc. Nói thật chờ má. Cái cần nào nó ghi độ cứng á, thì mình sẽ đọc độ cứng cho mọi người. Còn nó không ghi thì mình chỉ có thử uống đọc như thế này thôi nha mọi người. Đấy. Chứ còn mọi người hỏi độ cứng là mình chịu. Nó có ghi thì mới biết chứ không ghi làm sao biết được. 2 3. Nó 3 lóng. Đấy. 3 lóng dài. Ok. Bát của nó này. Cái cần này dài 2m7, thu vào là 1m1, đọt 2 ly, cân nặng là 220 g. Cái này số 2. Giá 700 nha mọi người, số 2 700.
Số 3 là một cây cần 3 khúc. Cây cần 3 khúc, chất liệu là carbon, power lốp nha. Đấy, power lốp. Đấy. Nó dài 3.3 này. Độ cứng 60 này. Con này là Taiwan xuất Nhật nhá. Taiwan xuất Nhật. Đấy. Nó của hiệu NFT nha mọi người. Cần này hiệu NFT. NFT nhá. Đấy. Mình cho mọi người xem mở luôn. Dài 3.3 này. Thu vào là 1.16 này, đột là 2.3 ly này, cân nặng là 260 g. Giá của nó là 1.6 triệu. Đây. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90% trở lên nha mọi người. Còn rất là đẹp. Đây, khoang của nó. Tiếp theo, ống thứ hai. Khoan này là còn đầy đủ đá điếc rồi, đầy đủ nha mọi người. Đấy. Chỉ có hơi bẩn bẩn một tí thôi. Người về đánh rửa vệ sinh đi nhé. Ok. Tiếp theo là cái đọt của nó. Cũng cái đọt cho mọi người xem trước này. Đấy. Tới đây là thấy năng năng rồi. Đấy. Ok. Vừa quay xa vừa quay cận cảnh như thế này cho mọi người xem. Đấy, mình đã cắt cong quay như thế này thì mọi người cố gắng xem nhé. Đừng có điện thoại bảo mình là chụp hình Zalo ra đồ gì cho mất công. Đấy, mình quay xong mình cũng vứt thành đống ở trong nhà, mình cần thì mọi người đã thấy rồi. Nên là khi nào tối mụn kìa, mình bắt đầu lôi đồ ra, mình soạn tất cả hàng trong ngày để mình gói ghém thì mình mới lôi đồ ra mọi người. Chứ không rảnh cứ ai điện cứ là đi vào tìm rồi lâu ra chụp ảnh chụp hình này kia là mình không có làm được đó nha. Đấy. Rồi. Cái cần 3 khúc. Đấy, thông số thì đã đọc hết rồi. Giá của nó là 1.6 triệu nha. 1.6 triệu. Cây số 3. Số 3, 1.6 triệu. Cần NFT carbon 3 khúc. Đấy. Câu mấy nằm nha mọi người. Cái cần này câu mấy nằm. Mấy ngàn ấy. Tiếp theo một cây cần đai hoa. Cần này đánh lục nè. Cần rút lục, đánh lục nhé. Rút hàng cái của nó bị bong lên như thế này nha mọi người. Đây, hàng cái của nó bị bong lên như thế này. Đây, nó bị đứt chỗ này nên thành ra nó bị bong ra. Về cái này á, mọi người dùng keo AB rồi mọi người dán lại. Đấy, keo AB rồi mọi người dán lại. Hoặc có thể là mọi người quấn nhợ một đoạn nào đó. Đấy. Quấn nhợ giữ cái này lại nè. Đấy. Giữ cái phải này lại nhé. Tùy mọi người xử lý. Còn ai muốn đẹp nữa thì thay. Thay cái khoang cái này đi. Ok. Tiền. Cho mọi người xem ngoại hình. Ngoại hình của cái cần này khoảng đó. Đây. Chỗ này nó hơi tróc tróc tí nè. Đấy. À, lớp bóng của nó đấy. Thì cái cần này ngoại hình của nó khoảng nếu mà không có cái tróc tróc này thì đây như, mình cho mọi người xem cái tróc tróc. Còn nước sơn của nó mình thấy khoảng 90% trở lên hết cho mọi người. Đấy, Bass Fuji FX7 này. Cần này dài 4.2 m, cứng 30, made in Korea xuất Nhật nhé. Đấy, mọi người xem cái này luôn. Cần này dài 4.2 m, thu vào là 1.18 m, đột là 2.9 ly, cân nặng là 500 g. Đấy. Carbon, chất liệu là carbon nhé. Đây, dàn khoang thì người khoang cái thì mình nói rồi, còn những cái khoang này ok hết cho mọi người, đá đấy ok hết, không đứt gãy gì cả. Đấy, này cái này hơi bẩn bẩn rồi vệ sinh tí đi thôi. Đây, đột của nó đây.
uống đọc cho mọi người xem đấy. Ok, cứng 30 mà đọt lớn thành ra rất là năng nha mọi người. Đấy, nó có bốn lóng tất cả. Ok, bốn lóng tất cả nha mọi người. Rồi, thằng đại qua chính là cao lục đấy, thông số thì có rồi, giá tiền của nó 900 số 4. Số 4 900. Đấy. Số 5 tiếp tục là một cây cần chính là cao lục nha mọi người. Đây. Chính là cao lục. Đây. Cái cần này thì dài 3.9. Đây cho mọi người coi ngoại hình trước đi. Xuống đây. Cần này thì carbon rồi. Carbon special lốp luôn nha mọi người. Đây chứ không phải power lốp nè. Đặc biệt lốp. Đây. Rich Hunter 3.9 nha mọi người. Đây, đọc luôn. Này, cái này là số 5 để mình điền luôn. Vô chỗ này. Số 5. Số 5 nha mọi người. Đấy. Cần này dài 3.9 nè. Thu vào là 1.09, thu vào 1.09. Đây. Cân nặng của nó là 340 gram, 340 gram nha mọi người, 340 gram. Đấy, giờ mình đo cái độc thử xem nó bao nhiêu. Độc 2,3 ly. Độc 2,3 ly nha mọi người. Độc là 2,3 ly. Đấy, rồi. Cái này giá tiền của nó là 1.700.000. Này, Bass Fuji FX7XB. Dàn khoan của nó Fuji. Đấy. Khoan ok mới đẹp luôn nha mọi người. Ok mới đẹp luôn. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90-95% trở lên. Đây, đọc của nó. Uống cái đọc cho mọi người xem. Đây. Rất là năng nha mọi người. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha, bốn lóng. Đấy. Cần rất là đẹp. Cái cần này về sưu tầm đúng bài luôn. Đấy. Nói chung là hàng hôm nay của mình á là đa phần là hàng đẹp, sưu tầm được ok nha mọi người. Có những phiên bản đặc biệt như cái này là phiên bản của giặt đặc biệt rồi. Đấy. Special lốp. Đấy. Cái số 5. 1.700.000 nha mọi người. Tiếp theo. Cái số 6. Số 6. Số 6 là một cây cần hai khúc của Daiwa. Cái cần hai khúc Daiwa. Khoan chống xoắn đồng hoàng nha mọi người. Đấy. Cần hai khúc Daiwa. Đấy, để mình cho mọi người xem từng khúc một. Đọc thông số của nó trước đi. Cái cần hai khúc Daiwa. Dài 2.7m. Dài 2.7m này. Thu vào là 1.4m. Đọt là 2,6 ly, cân nặng 360 gram. Giá tiền của cái cần này là 1.300.000 nha mọi người. Giá tiền của nó 1.300.000. Đấy. Bass Fuji. Đấy. Cái cần này thì ngoại hình của nó khoảng 90-95%. Rất là mới đẹp luôn. Cái này sưu tầm tốt luôn. Đấy.
cứng 30 dài 2m7 này, Daiwa nè, dòng Misaki. Đấy, khoan bát Fuji cả. Ok, cái này là để mình cột hai cái này. Ok, kết thúc xem cái cần này. Đấy, cái cần số này số 6, 1.3 triệu nha mọi người. Số 6, 1.3 triệu. Đấy, số 6, 1.3 triệu nhé. Số 6, 1.3 triệu. Số 6, 1.3 triệu nhé. Ok. Số 7 là một cái cần ISO. Đây, ISO dàn khoan còn đẹp, mức mờ nha mọi người, dàn khoan còn đẹp. Đấy, dơ tí chỗ này về mọi người vệ sinh đi nhá. Đấy, dơ hơi hoang chỗ này một tí thôi. Dàn khoan thì đá đít còn ok nha mọi người, đá đang luôn, khoan đang luôn. Đấy, fixing. Đấy, mẫu đặc biệt nha mọi người. Đấy, hàng hôm nay của mình đa phần là những con đáng để sưu tầm. Đấy, carbon wicker nha mọi người, carbon wicker. Đấy, độc số 2 này, dài 5m4 nhá. Đấy, thu vào là 1m04. Đấy, nó có 6 lóng nha mọi người. Đây, bát Fuji FX7. Đấy, carbon squeaker. Ok, cái gần này dài 5m4, thu vào là 1m04, độc của nó là 1.9 ly, cân nặng 220g. Đấy, giá của nó là 1.4 triệu nha mọi người. Giá của nó 1.4 triệu. Đấy, rút độc cho mọi người xem. Đấy, độc số 2 nha mọi người, 1 lóng, 2 lóng, 3 4 5 6, 6 lóng nha mọi người. Đấy, cần rất là đẹp, những phiên bản đặc biệt đáng để sưu tầm. Đấy, giá trị sưu tầm cực cao. 1.4 triệu cây số 7. Số 7. Đấy, bây giờ số 7 này là hết cần máy rồi. Bây giờ mình sẽ có 3 cây cần tay rất là đẹp nha mọi người. Cần tay, 3 cây cần tay rất là đẹp. Mình quay từ ngắn tới dài nha. Đây là một cây cần tay này. Cần này này, nguyên bản của nó, cần tay này chất liệu carbon nha mọi người. Nguyên bản của nó, cây này là dài 7m2. Dài 7m2, nhưng mà 7m2 nhưng mà đọt nó nhỏ quá, nó yếu. Người ta hạ đọt luôn, người ta hạ đọt xuống còn 6m7 nha mọi người. Đây, nguyên bản của nó là 7m2, người ta hạ đọt xuống còn 6m7, thu vào là 1m25. Đọt của nó là 2.2 ly, cân nặng là 380g. Giá của nó là 800.000. Đấy, thì mình báo luôn. Đấy, người ta đã hạ đọt xuống rồi. Đấy, hạ luôn. Đấy, hạ thẳng luôn. Đủ lắm nhưng người ta cắt đọt, người ta hạ đọt luôn cho nó cứng nha mọi người. Chứ còn bình thường cái cần này đọt của nó chắc khoảng cỡ là 1 ly không à. 1 ly 2 thôi. Đấy, ok. 1 lóng, 2 lóng này, 3 lóng này, 4 lóng này, 5 lóng này, 6 lóng này, 7 lóng. Đấy, người ta hạ bớt, cắt ngắn bớt độc nha mọi người.
Cái này thì chắc chắn là cắt ngắn đọt rồi chứ người ta cũng không phải gãi đâu nhiều người. Đấy, cái đọt phía trên thì không có dễ gì gãi, gãi vỡ chỉ có từ cái gốc đọt hoặc là ở cái lóng thứ hai là chủ yếu à, tức cái đoạn đáy à. Đấy, giá cái này 800, số 8, chất liệu carbon, ngoại hình của nó là 95% trở lên, rất là đẹp luôn. Đấy, người nhìn đấy, sáng bóng loáng. Tiếp theo là một cây cần này. Cần Apollo, chất liệu là carbon nha mọi người. Đấy, dài 8m1. Đấy, made in Japan này, made in Japan. Đây là in made in Japan luôn, dễ sợ. Đấy, carbon rút đây. Cái cần này thì ngoại hình của nó khoảng 90% trở lên nha mọi người, 90% trở lên, rất là đẹp, đọt lớn nha, cần này đọt lớn. Mình giúp phát nó tục luôn cái, này lên nè, nó xuống lại. Đấy, thử cái đọt cho mọi người. Đấy, đọt của nó nha mọi người. 1 2 3 4 5 6 7 7 lóng dài dằng dặc luôn. Đấy, 7 lóng, mà lóng của nó rất là dài nha mọi người. Đây, nó dài 8m1, thu vào là 1m3 nha mọi người. Lóng của nó thu vào 1m3, đọt là 2 ly, cân nặng 520 gram, giá của nó là 1,7 triệu. 1,7 triệu. Cái số 9, ngoại hình của nó thì mình nói rồi đó, nó trên 90% nha. 1,7 triệu số 9. Đây, nó có cái túi ring như thế này đây. Túi chất liệu bằng zinc nha mọi người, chứ không phải là trên túi này thì nó không ghi chữ Apollo, nhưng mà về là nó nằm nguyên trong cái túi này đây. Đây, tiếp theo thì là một cây cần Shimano, nhưng mà nó có sẵn cái túi Ryobi đây, rất là vừa vặn nha mọi người. Cái cần tay Shimano, cần này là cái này là cần tay zoom nha mọi người, zoom từ nó tối đa là 9m rưỡi, nhưng mà có thể thu vào xài ở đoạn 9m nha mọi người, xài đoạn 9m 3.5 H3.5. Đấy, là đọt 3.5 đó nha mọi người. Đấy, đọt số 3.5 nhé. Đấy, mình đọc cái thông số luôn cho mọi người nè. Đấy, dài 9m rưỡi, có thể thu cao ở đoạn 9m zoom mà. Đấy, thu vào là 1m36, đọt là 2,1 ly, cân nặng là 320 gram. Đấy, zoom nè, zoom đoạn đây nè. Ok, zoom 50 phân đoạn này đấy. Đấy chứ, 90 dùm in 90. Đấy, dùm up 95, thấy chưa. Đấy, ai am hiểu về cái thể loại dùm này thì đọc là biết ngay à. Đấy, cần này rất là đẹp nha mọi người. Đấy, đọt nó này, lan can, cái này thì mới lan can. Đây, à, 1 lóng 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 lóng nha mọi người, 9 lóng tất cả. Càng này ra ganh thì tha hồ phê nhé. Đấy, rồi thông số mình đã đọc rồi. Cái gần này số 10. Số 10.
Giá 2 triệu nha mọi người. Số 10 2 triệu. Số 10 2 triệu nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình là 0786 555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đấy. À, mình thì mình có ship code. Thì mọi người hàng tới nơi thì mọi người kiểm tra hàng cẩn thận. Đấy. Xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình người ta vận chuyển hay không. Đấy, có gì thì mọi người báo cho mình để đôi bên cùng phối hợp giải quyết nhé. Còn lại á, mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người cứ không xem hàng rồi nhận bừa bãi. Đấy. Nha mọi người. Đấy. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều.